Mình là Huyền Trân, là founder của công ty pháp lý Reway. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn chủ đề công ty mẹ, công ty con là gì và tập đoàn là gì. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Trong quy mô nhỏ thì đa số các công ty chúng ta được thành lập nên thì nó sẽ được thành lập dựa trên những cái cá nhân cùng nhau góp vốn hoặc là tự mình thành lập nên một công ty. Tuy nhiên là thực tế nó cũng không có phải chỉ có một trường hợp đó, mà nó còn có một cái trường hợp là một cái tổ chức lại quyết định thành lập nên một cái tổ chức trực thuộc cái công ty đó, tức là nó gọi là công ty mẹ và công ty con. Thì đối với cái việc mà một công ty thành lập nên một công ty như vậy thì luật nó có những cái quy định khác và nó cũng có những cái thủ tục yêu cầu giấy tờ khác với khi chúng ta thành lập công ty bằng tư cách cá nhân. Nếu như mà chúng ta thành lập công ty với tư cách cá nhân thì chúng ta sẽ phải có các cái giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân, chứng minh hoặc là hộ chiếu. Còn đối với việc thành lập công ty mà công ty đó được thành lập bởi một công ty khác thì chúng ta cần phải có cái giấy chứng nhận của công ty mẹ và những cái quyết định thành lập của cái nên cái công ty đó. Đặc điểm để một công ty có thể gọi là công ty mẹ thì công ty này nó phải sở hữu ít nhất là 50% phần vốn góp hoặc là cổ phần của các công ty con đó. Ví dụ như bây giờ Trân mở ra công ty trách nhiệm hữu hạn Reway Legal, Trân muốn mở thêm một công ty nữa là chuyên bán các thiết bị chữ ký số đi, thì Trân sẽ mở ra là ví dụ như Reway CA, thì công ty Reway Legal sẽ sở hữu 100% cái công ty đó là một. Hoặc là cách thứ hai là công ty Reway Legal sẽ thành lập nên một công ty khác dấu chẳng hạn, thì Trân sở hữu chỉ 50% cái vốn điều lệ trong công ty, tức là công ty Reway Legal chỉ sở hữu 50% vốn điều lệ trong công ty khác dấu đó thôi, còn 50% khác là do một người khác hùng vốn vô, thì công ty Reway Legal cũng gọi là công ty mẹ của cái công ty làm con dấu đó. Hoặc là công ty trong cái trường hợp này thì mình không thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mà mình thành lập một công ty cổ phần chẳng hạn, có rất là nhiều người góp vốn vô nhưng cái công ty cổ phần đó vẫn được công ty Reway Legal sở hữu trên 50% cổ phần, thì đây là nó sẽ có mối quan hệ mẹ con. Còn ví dụ như là công ty mà chúng ta thành lập nên chúng ta chỉ góp một phần nhỏ trong cái vốn điều lệ của cái công ty đó, nó không có tới mức 50% thì nó sẽ gọi là một hình thức khác, một chút nữa Trân sẽ phân tích ha. Và công ty mẹ, công ty con thì nó sẽ có một cái đặc điểm là các công ty mẹ, công ty con và các công ty con với nhau thì họ sẽ không có cạnh tranh với nhau, mà nó sẽ có mối quan hệ bổ trợ, tương hỗ với nhau để cùng phát triển. Như vậy thì mục đích mà người ta thành lập nên các công ty con á là để cho mỗi công ty con nó sẽ có chuyên về một cái lĩnh vực, một cái hướng phát triển nào đó, mà nó sẽ không quy về, tức là khi khai báo thuế đồ này kia nó sẽ dễ hơn, nó không có bị lộn xộn là thay vì Trân sẽ công ty Reway Legal là kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, thì như vậy nó sẽ khó quản lý, rồi nó khó khai báo thuế, rồi nó khó về hạch toán, các chính sách chiến lược thì nó sẽ không có, rất là khó phân tầng. Còn khi chúng ta thành lập nên những công ty con thì những công ty con này, mỗi công ty thường là nó sẽ nắm một cái lĩnh vực và những lĩnh vực này nó không cạnh tranh với nhau mà mặt khác nó còn hỗ trợ lẫn nhau nữa. Ví dụ một anh là sẽ làm chuyên về tư vấn chẳng hạn, còn một anh thì làm thiết kế xây dựng, thì anh tư vấn này sẽ hỗ trợ cho anh thiết kế, khách hàng sẽ giới thiệu qua lại với nhau để mà hai công ty cùng nhau phát triển. Và cái thứ hai nữa là khi thành lập công ty con thì như Trân có nói là công ty mẹ chỉ cần nắm giữ ít nhất là 50% cổ phần thôi. Như vậy thì 50% cổ phần còn lại, 50% phần vốn góp còn lại có thể huy động từ bên ngoài. Thì có những người người ta chỉ muốn góp vốn vào trong lĩnh vực xây dựng thôi. Nếu như góp vốn vào công ty mẹ thì công ty mẹ này nó quá nhiều thứ phải lo, thì cái tiền người ta góp vốn vô người ta sẽ không thích. Khi mà thành lập nên một công ty con thì công ty này chuyên là làm xây dựng nè, bây giờ anh góp vốn vô không? Tôi góp vốn vô thì sẽ góp vốn vô và cái vốn đó nó chỉ sử dụng cho một mục đích duy nhất là phát triển cái công ty xây dựng đó thôi, thì cái nguồn lực của những cái nhà đầu tư nó sẽ sử dụng hiệu quả hơn. Và chính vì vậy thì ngày càng có nhiều cái công ty con được ra đời trên cơ sở là những công ty mẹ, thì những công ty mẹ phát triển đến một cái mức độ nhất định thì họ sẽ thành lập nên một cái tổ chức trực thuộc cái công ty của mình.
Và sau đó thì cuối năm thì nó sẽ hạch toán như thế này nè. Về nguyên tắc á, là các công ty này nó đều có cái tư cách pháp nhân riêng, tức là mặc dù là mẹ là con, tuy nhiên là mỗi công ty nó sẽ phải khai báo thuế riêng, nó có những cái hạch toán, những cái đóng thuế, những cái tiền thuế khác nhau, có công ty lỗ, có công ty lời, chứ không phải là công ty nào hễ mà cùng lên là cùng lên, và lên xuống cùng xuống. Thì trong trường hợp mà các công ty có lời có lãi á, thì sau khi mà có thể là công ty có những chính sách giữ lại tiền lãi để phát triển công ty, và sau đó là cái phần mà lợi tức á, thì nó sẽ chia theo cái tỷ lệ phần trăm phần vốn góp. Ví dụ như trong công ty xây dựng này thì cái công ty con nó lời được 1 tỷ và công ty mẹ nó góp vào công ty con là 50%, như vậy thì tiền lãi nó sẽ được chia theo 50% đó cho công ty mẹ và nó sẽ đổ về công ty mẹ. Đây là lợi nhuận của công ty mẹ nè, là doanh thu của công ty mẹ nè, thì nó lại chia lại ngược cho những cái founder, những cái cổ đông góp vốn, những cái người thành viên góp vốn chủ sở hữu của công ty. Thì đó là cái những cái chính sách mà các bạn có thể nhìn sơ bộ để chúng ta có thể hình dung ra con đường của mình. Bây giờ tất nhiên là khi thành lập công ty thì đầu tiên là chúng ta start up, thì chúng ta đầu tiên phải sống sót cái đã, và chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn là chúng ta start up và chúng ta phát triển lên đến một tầm nào đó, thì chúng ta sẽ có thể có hai hướng đi. Một là các bạn bổ sung ngành nghề kinh doanh trực tiếp vào trong cái công ty luôn, thì công ty chúng ta sẽ trở thành một công ty đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ không có bổ sung ngành nghề mà chúng ta sẽ thành lập một công ty con để chuyên thực hiện cái lĩnh vực đó, và chúng ta sẽ có thể dễ dàng huy động các nguồn vốn góp vốn vào trong công ty đó. Thì nếu như chúng ta vẫn giữ ít nhất 50% thì chúng ta vẫn là công ty mẹ của công ty con đó ha. Hiện nay thì có một cái thuật ngữ nữa chúng ta hay nghe nói, đó chính là công ty holding. Thì cái công ty holding á, thì nó có một cái sự tương đồng giữa một chút giữa cái gọi là tập đoàn và công ty mẹ. Thì công ty mẹ công ty con, thì công ty holding á, thì nó sẽ là một cái công ty mà nó sở hữu phần vốn gốc hoặc nó sở hữu cổ phần của những cái công ty khác mà nó không có đến mức cao như là công ty mẹ công ty con. Tức là ví dụ như nó sẽ có một cái nguồn tiền giống điều lệ của nó là 20 tỷ chẳng hạn. Thì bây giờ nó sẽ, một là nó cũng có những hoạt động kinh doanh riêng của nó, hai là nó sẽ sử dụng tiền này để nó đi đầu tư vào những cái công ty khác, để mà những cuối năm những công ty khác người ta có lời thì nó sẽ quy tiền đó trở về công ty của mình, thì theo cái tỷ lệ phần trăm mà cái công ty holding này nó đang nắm giữ. Thì ví dụ như đây 20 tỷ ha, Trần sẽ góp vốn vào trong công ty xe ô tô đó 1 tỷ, tương đương với 5% phần vốn góp của cái công ty đó, góp vốn vào trong công ty sản xuất hạt điều là 2 tỷ, thì sở hữu trong đó là ví dụ như công ty đó có 20 tỷ thì sở hữu 10% đúng không? Đó 10%, rồi công góp vốn vào trong công ty kia 30%, công ty nọ 40%. Nó cứ góp một chút một chút một chút trong những cái công ty khác thì gọi là công ty holding. Còn công ty mẹ thì công ty con thì nó phải ra quyết định thành lập và nó nắm giữ 50%. Còn cái công ty holding á thì có thể là công ty đó đã có trên thực tế rồi, và chúng ta sẽ góp vốn vào trong công ty đó sau, nói chung là trước cái thời điểm lúc nó mới thành lập hoặc là trong lúc nó đang hoạt động, nó huy động vốn mình góp vốn vô cũng được đó, và nó không có đến cái mức là 50% mà nó sẽ chia nhỏ ra những cái công ty khác thì gọi là công ty holding. Và luật thì chưa có quy định về cái từ thuật ngữ là holding ha, thì nó sẽ là dùng để phân biệt giữa cái một cái công ty gọi là công ty mẹ sở hữu nhiều công ty con và một công ty holding nó chuyên đi góp vốn và những công ty khác mỗi cái một chút. Còn quy định về tập đoàn thì nó sẽ có một cái quy định trong luật, nó gọi là cái thuật ngữ là tập đoàn kinh tế. Thì theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, tập đoàn kinh tế nó là một cái nhóm những cái doanh nghiệp nó có mối liên kết, mối quan hệ về mặt là góp vốn nè, về các cái chính sách chiến lược nó có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Thì lưu ý là tập đoàn kinh tế nó không phải là một cái loại hình doanh nghiệp, nó cũng không có một cái tư cách pháp nhân hay là một cái địa vị pháp lý nào đó trong quy định của pháp luật, thì nó chỉ là một cái từ ngữ chung thôi để chỉ một cái nhóm những cái công ty có cùng cái những cái nét tương đồng như vậy. Thì chúng ta có thể bắt gặp những cái thuật ngữ tập đoàn này
phổ biến, ví dụ như là tập đoàn Vingroup nè, tập đoàn Viettel nè, rồi thí dụ như tập đoàn Sun Group, rồi tập đoàn Novaland, đó là những cái tập đoàn lớn. Mà đây là một cái thuật ngữ dùng để chỉ thôi, tức là nó giống như cái thuật ngữ là thương hiệu á. Trong quy định của luật thì nó không có quy định rõ ràng, tuy nhiên là mọi người hay dùng. Thì tập đoàn này thì nó sẽ thấy là chúng ta có những cái công ty mà nó có mối quan hệ chồng chéo lẫn nhau, có thể là công ty lớn nó sở hữu công ty nhỏ, rồi công ty nhỏ nó sở hữu chéo lẫn nhau, chéo qua chéo lại. Và đặc điểm là những công ty này nó sẽ không cạnh tranh lẫn nhau mà nó chỉ giúp đỡ để phát triển cùng nhau hùng mạnh, nó lớn lên và nó có thể mua của công ty này sáp nhập với công ty nọ. Nói chung là nó rất là phức tạp, nhưng chúng ta hiểu nó là nó sẽ mang một cái dáng dấp, một cái bộ nhận diện thương hiệu cùng với nhau. Có hoặc không, cũng có những công ty nó không có công bố là nó là thuộc cái tập đoàn đó, nhưng mà trong cái nội bộ nó sẽ có những chính sách chiến lược, người ta sẽ hiểu nó đang đi cùng với nhau đó. Thì theo quy định của luật á, thì về cách đặt tên, chúng ta cũng đừng có hiểu lầm là những cái công ty mà khi mà chúng ta đọc tên lên, ví dụ như là công ty cổ phần tập đoàn ví dụ như tập đoàn Gia Bảo chẳng hạn đó, thì chúng ta nghĩ đây chắc là một cái tập đoàn gì đó mới của Việt Nam lớn lắm đây, thì cái tên này nó sẽ không có ý nghĩa gì hết nha các bạn. Bởi vì theo quy định của pháp luật, ngoại trừ những cái yếu tố chúng ta đặt tên mà nó trái với thuần phong mỹ tục, trái với những cái tên gọi là niên hiệu nè, những cái quốc hiệu của nước Việt Nam á, thì chúng ta không có được đặt. Thì có những công ty nó sẽ đặt là công ty cổ phần tập đoàn gì đó, công ty trách nhiệm hữu hạn TVC Holding, rồi có thể đặt là công ty cổ phần đầu tư bất động sản, công ty tập đoàn tài chính, công ty tập đoàn bất động sản, công ty tập đoàn bảo hiểm gì đó, thì họ có thể đặt tên. Nói chung là chúng ta phải coi thử trong mối quan hệ đó họ thực sự có những cái công ty liên kết để tạo thành một cái tập đoàn như vậy hay không, chứ không dựa trên cái tên để đánh giá là đây là công ty chắc là nó lớn lắm. Nó thì chính vì vậy cho nên chúng ta đã có một cái nhìn hiểu biết rõ hơn về cái mối quan hệ công ty mẹ, công ty con, cũng như là những cái công ty tập đoàn, công ty holding. Thì chúng ta sẽ hy vọng là các bạn có một cái nhìn sáng suốt để chúng ta có một cái hoạch định kế hoạch kinh doanh của mình, cũng như là có cái đánh giá về những đối tác, những cái khách hàng của mình, để đánh giá đúng thực lực của họ chứ không phải chỉ dựa vào trên tên gọi ha. Chia sẻ của Trân hôm nay đã hết rồi. Các bạn đừng quên like và share, cũng như nhấn vào nút subscribe, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Rewire Legal nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.